Thời xưa thật xưa, người dân trên lục địa Embu đang sống hòa bình. Kunduin vẫn luôn muốn khống chế toàn bộ lục địa. Hắn đã phát động chiến tranh, vương quốc Hanthulu đã bị hủy diệt. Sau đó, chiến tranh khốc liệt không ngừng diễn ra. Cuối cùng thần tộc đã mang kiếm Archangel thăm viếng, đánh bại giặc phong lĩnh Kunduin. Thank you.
tôi có những thứ đảm bảo ngành chưa từng thấy. Chúng tôi sẽ mang đến cho ngài bình minh mới mẻ. Đến chỗ tôi đăng ký, tôi sẽ giúp ngài quản lý tốt ngươi. Tôi có thể cho ngài biết mọi thứ về ma pháp. Có thứ ngày nghĩ không ra, không có thứ cũng không có.
Nói gì với tôi đi, đừng để tôi thấy. Đừng phân tâm, giữ vững cương vị. Cần dũng sĩ mạnh hơn. Kiên trì đến cùng, chỉ còn lấy.
hơn. Ngài chưa bị... Cẩn thận đám giả thú đó, đánh xa chúng ta.